Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với toàn cảnh bóng đá Việt Nam của chúng tôi ngày hôm nay. Như vậy là vòng đấu thứ 18 của V-League 2013 đã kết thúc với rất nhiều bất ngờ xảy ra và chúng ta hãy cùng nhìn lại những gì đã diễn ra trong tuần của bóng đá Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai đối đầu với Thanh Hóa, cuộc chiến trong mục tiêu top 4. Xi Măng The Vissai Ninh Bình đâm tâm Long An, gạch phải làm gì để vượt cơn khủng hoảng. Hãy cùng hai nhà báo chia sẻ về những vấn đề nổi cộm của V-League trong thời gian qua. Với 68,3% phiếu bầu, Công Vinh đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong một cuộc bầu chọn được phát động bởi trang Go.com. Trong cuộc bầu chọn danh hiệu này, ngoài Công Vinh còn có những đại diện khác như Sharin Ishak, Haris Harun, Baihaki Khaisan, Iwan Mahut của Singapore, Tharajin Dangda, Theraton Bumathan, Kawin Thasamchanan của Thái Lan, Stefan Srup, Xavier Spatino, Finn Jonghusband của Philippines, Mahali Jusali, Khairul Fahmy, Safi Sali, Aydin Safwan của Malaysia, Sergio Varis của Indonesia, Krilins của Myanmar, Kimberley của Campuchia và Visay Fafovanin. Sau 6 ngày tiến hành bầu chọn, Công Vinh đã nhận được 63,8% và đứng thứ nhất. Cầu thủ đứng thứ hai là Kimberley của Campuchia với 32,4%. Đáng chú ý, một ngôi sao như Sharin Ishak của Singapore chỉ có 1,1%. Thirajin Dangda của Thái Lan chỉ có 0,1%. Đã tụt lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch, liệu sân nhà có giúp Hoàng Anh Gia Lai quay trở lại với top 3 hay không? Trước khi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa diễn ra, do ảnh hưởng của cơn bão Jebi, trời đã mưa rất lớn, như báo hiệu sẽ có một cơn bão tại Pleiku trong trận đấu thuộc vòng 18. Là đội bóng có thành tích rất tốt mỗi khi được thi đấu trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai cho thấy sự nguy hiểm của mình trong mỗi đợt tấn công. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Tô Vĩnh Lợi, có lẽ lưới của đội khách đã rung lên trong những tờ tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Thanh Hóa cũng cho thấy họ có đầy đủ sự tự tin khi làm khách tại Pleiku. Phút thứ 16, sau pha phối hợp đẹp mắt ở trung lộ của Mạc Hồng Quân và Tiến Thành, Xuân Tú tung cú sút căng ở góc hẹp, nhưng rất tiếc bàn thắng đã không đến. Chỉ sau đó không lâu, phút thứ 22, bàn thắng đã đến với đội khách như một sự khẳng định bản lĩnh của mình. Từ ngoài vòng cấm, trách bên phía cánh phải, Mạc Hồng Quân tung ra cú sút xa, bóng đi rất hiểm khiến thủ thành người nhện Afkan cũng phải bó tay thúc thủ. Có bàn thắng, Thanh Hóa chơi càng tự tin dù phải thi đấu trên sân khách. Liên tiếp những cơ hội được diễn ra trước khung gỗ của Afkan nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi cho Thanh Hóa trong hiệp 1. Ngay khi bước vào hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai đã có câu trả lời. Sau pha thoát xuống bên góc trái, từ một góc sút rất hẹp, Oseni tung cú dứt điểm quyết đoán tung lưới Tô Vĩnh Lợi, đem về bàn quân mình tỷ số cho đội chủ nhà. Mặc dù đã có bàn gỡ hòa, nhưng những gì Hoàng Anh Gia Lai thể hiện trong trận đấu này cho thấy họ không còn là chính mình như những lần được thi đấu trên sân nhà trước đây. Thanh Hóa là đội chơi tốt hơn và tạo được nhiều cơ hội hơn, và chuyện phải đến cũng đã đến. Phút 73, sau đường chuyền bóng thuận lợi của Abbas, cầu thủ vào thay người Quốc Phương tung cú dứt điểm quyết đoán khi không bị ai kèm, làm tung lưới Afkan nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Chưa dừng lại ở đó, phút 94, Thế Dương hoàn tất pha phản công của Thanh Hóa, ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách. Một cú sốc mang đến nỗi buồn cho những cổ động viên đã đội mưa đến cổ vũ cho đội bóng phố núi. Đang tụt lại trong cuộc đua vô địch, SHB Đà Nẵng sẽ thể hiện ra sao trước đối thủ khó chơi Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn. Ngay ở phút thứ 10, SHB Đà Nẵng đã có bàn mở tỷ số theo cách bất ngờ nhất. Trong tình huống lên tham gia tấn công, Hoàng Quãng thực hiện đường căng ngang vô cùng hợp lý, tạo điều kiện cho Hùng Sơn băng súng dứt điểm. Một cú đưa chân nhẹ nhàng đã giúp cho Hùng Sơn mở tỷ số. Bàn thắng giúp cho SHB Đà Nẵng thi đấu tự tin hơn. Tuy nhiên, sự hưng phấn vô tình đã khiến đội khách đẩy cao đội hình. Chính điều này đã phản tác dụng với SHB Đà Nẵng, bởi phút thứ 16, từ tình huống phản công nhanh chính xác một đường truyền dài của trung vệ Đình Luật, Moses đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Thanh Bình. Trong tích tắc, Moses đã tung ra cú dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn đối phương cân bằng tỷ số 1-1. Phút thứ 32, SHB Đà Nẵng lại một lần nữa vươn lên dẫn trước khi sau hai lần tung cú dứt điểm, Quốc Anh đã sút tung lưới Tấn Trường. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-1 dành cho đội khách. Tuy nhiên, sang đầu hiệp 2, ngay ở phút thứ 49, cầu thủ vào thay người là Ngọc Anh đã tận dụng sai lầm của thủ môn Thanh Bình. Anh này bắt bóng không dính, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số của trận cầu sôi nổi này còn chưa dừng lại ở đó, bởi tới phút thứ 77, sai lầm của Tấn Trường tiếp tục tạo điều kiện cho Minh Tâm ghi bàn. Tới phút thứ 84, Ngọc Anh một lần nữa khiến cổ động viên của đội nhà được ăn mừng với bàn gỡ hòa 3-3. Đó là tình huống anh thoát xuống, vượt qua sự truy cản của Di Lam,
rồi tung ra cú sút lần thứ hai, hạ gục Thanh Bình và đem về một điểm quý giá cho xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Phải đến sân Ninh Bình làm khách, liệu Đồng Tâm Long An sẽ thể hiện ra sao để vượt ra khỏi nỗi lo trụ hạng? Huấn luyện viên Ngô Quang Sang tiếp tục cho thấy cách sắp xếp con người hợp lý khi để Clayton ngồi dự bị và cho Quốc Huân đá chính. Quốc Huân chơi sông sáo và giúp tuyến giữa của Đồng Tâm Long An chắc chắn. Phút 18, Thanh Sang sớm mở tỷ số cho đội khách sau pha lên tham gia tấn công. Và mặc dù để Vissai Ninh Bình gỡ hòa rồi lần lượt vươn lên dẫn tới 3-1, Đồng Tâm Long An vẫn không gục ngã. Phút 43, Phan Lê Isaac dứt điểm gọn gàng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước khi Việt thắng giúp đội khách gỡ hòa 3 đều ở phút 62. Đến lúc này, khi thấy đội chủ nhà xuống sức, huấn luyện viên Quang Sang tung cây sào Clayton vào sân. Sự có mặt của cầu thủ cao 1m90 này đã khiến hàng thủ của Vissai Ninh Bình rối loạn. Đó cũng là thời điểm mà Gạch tung ra đòn đánh quyết định. Phút 81, họ được hưởng một quả đá phạt từ cự ly chừng 23m. Ginson đã có tình huống sút phạt tinh quái, đưa bóng đi qua khe hở của hàng rào đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 4-3 cho Đồng Tâm Long An. Giành chiến thắng quý hơn vàng này, Gạch có được 20 điểm và hơn đội cuối bảng Kilong Anh Kiên Giang đến 7 điểm. Như vậy, đến lúc này, cơ hội chủ hạng của Đồng Tâm Long An trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Một trận đấu được dự báo sẽ rất cân bằng cho cả hai đội. Liệu Sông Lam Nghệ An có vượt qua được nỗi lo vắng Công Vinh trên hàng công hay không? Với khát vọng trốn chạy khỏi nỗi ám ảnh mang tên trụ hạng, BKMX Bình Dương đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình. Đó là chưa kể trên khán đài sân Bình Dương không còn một chỗ trống. Những yếu tố ấy đã tạo nên một bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt, như thúc giục BKMX Bình Dương chiến đấu. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Phút thứ 41, từ tình huống phản công chớp nhoáng, Phi Sơn đi bóng tốc độ rồi thực hiện đường truyền cho Kevin. Dù không có tư thế thuận lợi, nhưng Kevin vẫn kịp tung ra cú dứt điểm. Một cầu thủ của BKMX Bình Dương lao vào lót cho thủ môn Quốc Thiện, lưới của đội chủ nhà vẫn rung lên. Nhưng niềm vui của Sông Lam Nghệ An không diễn ra quá lâu, bởi đúng vào phút bù giờ cuối cùng hiệp 1, BKMX Bình Dương đã có bàn gỡ. Từ tình huống đá phạt của Quang Thanh bên cánh phải, Quang Vinh nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần, quân bình tỷ số của trận đấu. Hiệp 2 cũng đã diễn ra với cục diện tương tự, tuy nhiên kịch bản đã không lặp lại như hiệp 1. Phút thứ 76, cầu thủ vào thay người Kesley đã có một pha solo đẳng cấp vượt qua ba hậu vệ của Sông Lam Nghệ An rồi tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Thủ môn Việt Nam dù đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà và Sông Lam Nghệ An đang dần tụt lại trong cuộc đua đến ngôi vương. Đứng trước sức ép xuống hạng, liệu Kiên Long Anh Kiên Giang hay Vissem Hải Phòng sẽ là người có 3 điểm? Cuộc đấu với Vissem Hải Phòng ở vòng 18 này thực sự là trận chung kết để định đoạt số phận của đội bóng miền Tây Kiên Long Anh Kiên Giang. Nếu không có điểm nào ở trận đấu này, cánh cửa trụ hạng của Kiên Long Anh Kiên Giang sẽ gần như khép lại. Đội chủ nhà nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất và nhanh chóng dâng cao để giành được lợi thế. Tuy nhiên, khi mà các khán giả trên sân Rạch Giá còn chưa ngồi ấm chỗ thì họ đã phải nhận ngay cú sốc. Từ một tình huống phản công, tiền đạo của Vissem Hải Phòng bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và đội khách được hưởng một quả penalty. Trên chấm 11m, Đào Văn Phong dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Vissem Hải Phòng. Lối chơi dâng cao tìm bàn gỡ của Kiên Long Anh Kiên Giang đã phải trả giá khi chỉ 6 phút sau, từ một pha phản công nhanh, tiền đạo Lê Văn Tân đã mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt của trận đấu. Phải đến phút thứ 40, đội chủ nhà mới tìm được bàn gỡ sau khi được hưởng một quả penalty sau pha đột phá của Felix. Lương Mạnh Trung dứt điểm chính xác để đem về hy vọng cho Kiên Long Anh Kiên Giang. Tuy nhiên, hàng phòng ngự kém cỏi của đội bóng miền Tây Nam Bộ đã phá hỏng hy vọng mong manh ấy. Phút 43, tỷ số được nâng lên thành 3-1 cho đội bóng Đất Cảng khi Quang Hải có cú dứt điểm chính xác từ ngoài vạch 16m50. Đội chủ nhà chơi ngày càng bế tắc, để lộ ra những tử huyệt cho đội khách khai thác. Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Lê Tấn Tài nhận đường chọc khe thuận lợi của đồng đội, băng xuống đối mặt với thủ thành Văn Hưng, dứt điểm quyết đoán để nới rộng khoảng cách với đội chủ nhà. Chiến thắng 5-1 của Vissem Hải Phòng được ấn định ở phút 86 với cú sút đẳng cấp của Gimbeto và nó cũng đẩy Kiên Long Anh Kiên Giang xuống gần giải hạng nhất hơn bao giờ hết. Ở trận đấu còn lại của vòng 18, Hà Nội TVT đã có chiến thắng 4 sao trước đội bóng đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng là Đồng Nai. Chiến thắng này khiến cho cuộc đua vô địch V-League 2013 đang ngày một căng thẳng. Đồng thời, vòng thứ 18 cũng chứng kiến các đội khách thi đấu rất thành công. Trong 4 trận đấu diễn ra vào ngày thứ 7, có tới 3 trên 4 đội chủ nhà bại trận khi Hoàng Anh Gia Lai thua Thanh Hóa, Vissai Ninh Bình thua Đồng Tâm Long An, Đồng Nai thua Hà Nội TVT. Chỉ có xi măng Xuân Thành Sài Gòn có điểm khi hòa SHB Đà Nẵng. Trong 2 trận đấu muộn diễn ra ngày 4 tháng 8, chủ nhà Kiên Long Anh Kiên Giang cũng nhận thất bại nặng nề 1 năm trước Vissem Hải Phòng.
Trong khi đó, BKMX Bình Dương là đội chủ nhà duy nhất có 3 điểm ở vòng này khi vượt qua Sông Lam Nghệ An. Tại vòng 18, ngôi đầu bảng thêm một lần chứng kiến màn đổi chủ. Sông Lam Nghệ An đã không bảo vệ được vị trí số 1 khi thất bại trước BKMX Bình Dương và để Hà Nội T&T giành lấy ngôi đầu. Lúc này, Hà Nội T&T đã có 34 điểm và đang nhiều hơn Sông Lam Nghệ An 2 điểm. Vị trí thứ 3 thuộc về SHB Đà Nẵng với 1 điểm ít hơn. Trong khi đó, ở nửa cuối bảng xếp hạng, BKMX Bình Dương và Vissai Ninh Bình có cùng 19 điểm, xếp ở các vị trí 10 và 11. Còn Kiên Long Anh Kiên Giang chắc chân vị trí cuối cùng với chỉ 13 điểm. Chính vì những kết quả vừa qua mà vòng đấu thứ 19 sẽ diễn ra vô cùng nóng khi Sông Lam Nghệ An đón tiếp đội đầu bảng Hà Nội T&T tại Chảo Lửa Thành Vinh. Trận đấu có thể quyết định đến ngôi vô địch mùa giải năm nay. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng sẽ phải rất quyết tâm trong trận đấu tại Long An vào cuối tuần. Còn tại Hải Phòng sẽ là cuộc chiến xuống hạng giữa Vissem Hải Phòng và BKMX Bình Dương. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu Điểm tuần này và mời đến trường quay hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu nhà báo Nguyễn Nguyên, thư ký tòa soạn của báo Pháp Luật và nhà báo Minh Hùng. Anh là sáng lập viên của giải thưởng Fair Play và đồng thời là giải Quả Bóng Vàng. Kính chào hai nhà báo. Trước tiên hết là xin cho các khán giả của Thanh Hóa được hỏi các anh một câu về ý kiến của các anh đối với vấn đề bẻ lời của trưởng ban tổ chức giải V-League ông Trần Duy Ly về vấn đề khi thì banh trong, khi thì banh ngoài. Tôi nghĩ là câu hỏi này không phải của riêng khán giả Thanh Hóa mà là khán giả của cả nước và tất cả những người quan tâm đến bóng đá, bởi vì đây là cái việc mà tốn rất là nhiều giấy mực của báo chí, của giới truyền thông và làm cho người hâm mộ bức xúc. Có người thì người ta nói đây là bẻ mồm, nhưng mà tôi lại không thích cái từ đó, tôi gọi là bẻ lời. Thực chất thì mọi vấn đề á, nó tôi cho rằng cái xuất phát chính nó nằm ở cái ghế VIP khán đài Thanh Hóa. Một trưởng ban tổ chức mà đi vi hành ngồi ghế VIP thì là cái chuyện rất là bình thường, nhưng vấn đề là khi anh ngồi đấy anh có giữ được cái sự trung thực của anh hay không, và anh ngồi đấy anh có đảm bảo cái sự công minh của một vị trưởng giải hay không. Ở đây rõ ràng nhiều người bức xúc là bởi vì họ không thấy cái điều đấy. Tôi muốn quay lại một tí ở cái sân khác, cũng là cái hàng ghế VIP đấy, đó là cái sân sân Ninh Bình. Trong trận Ninh Bình đá với SHB Đà Nẵng, cũng ở cái khu VIP đấy, thì ban tư vấn đạo đức họ cho rằng đó là một trận đấu tiêu cực. Họ dựa trên các yếu tố là các tình huống, yếu tố chuyên môn, yếu tố kỹ thuật, kinh nghiệm, cách xử lý. Nhưng khi mà họ đưa ra các nhận định đấy và họ đề nghị ban tổ chức giải xử lý chuyện tiêu cực của trận đấu đấy, thì chính anh Ly, trưởng ban tổ chức giải, cũng ngồi ở khu VIP đấy. Anh Ly nói là trận đấu đấy tôi ngồi ở khán đài VIP cùng với anh Tuấn, tổng cục phó, và chúng tôi thấy đó là một trận đấu bình thường, một trận đấu không có tiêu cực. Và sau trận đấu đấy, sau cái lời nói đấy thì là ban tư vấn đạo đức đập bàn, mắng thẳng với ban tổ chức là anh làm không được, anh nghỉ đi. Bây giờ quay trở lại vấn đề ở trận Thanh Hóa, nó cũng là như thế, nhưng nó nặng hơn. Nó nặng hơn là bởi vì là đến lúc này thì ban tư vấn đạo đức họ mệt mỏi rồi, họ chưa có ý kiến, thì ông trưởng ban tổ chức giải lại có một cái phát biểu rất là kỳ cục, tức là đứng ở khán đài VIP và có cái ý, có chính kiến với lãnh đạo Thanh Hóa, với lãnh đạo câu lạc bộ và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nữa, thì những cái điều đấy nó lại trái ngược hoàn toàn với khi ông trưởng giải Ngô Băng. Tức là lúc đấy thì là ở trọng tài sai, chúng tôi sẽ có những cái khung hình phạt này. Nhưng khi mà trở lại với vị trí ở VPF á, thì là trọng tài đúng, chúng tôi nể phục trọng tài. Thì tôi cho rằng cái việc đấy nó là cái nguyên nhân chính khiến nó căng lên ở cái giải đấu này. Tôi nghĩ rằng tôi lại có một cái ý kiến này. Hình như là ông trưởng giải khi ngồi ghế VIP khác hoàn toàn với ông trưởng giải khi ngồi ở vị trí VPF soi băng hình. Và mọi nguyên nhân, mọi mâu thuẫn, mọi căng thẳng nó xuất phát từ đây. Thế anh Minh Hùng? Theo tôi đây là vấn đề của làm sai chức năng và nhiệm vụ của một người trưởng giải. Tại vì theo cái quy định của FIFA cũng như của Liên đoàn bóng đá thế giới, mà tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng vậy thôi. Tức là khi mà chức năng nhiệm vụ của một người mà đã sai đi, khi mà họ hành xử sai thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề. Anh biết đó là nếu mà có một cái sự cố xảy ra, và bóng đá thì sự cố xảy ra là thường xuyên, bình thường, tôi cho là bình thường, nó xảy ra thường xuyên và giải quyết sự cố mới là quan trọng. Thì khi một sự cố xảy ra thì việc đầu tiên là các bên, cái bên nào mà khiếu kiện á, sẽ nộp, thậm chí nộp tiền và nộp một cái đơn khiếu nại
cho giám sát. Giám sát là người ghi nhận cái đó rồi mới, tại vì trận đấu, kết quả trận đấu là do trọng tài quyết định, cho nên là không có chen vô được, không có thể nói rằng ngay tại thời điểm nào đó, ví dụ trên sân mà anh được quyền nói rằng cái pha bóng đó đúng hay sai, trọng tài đúng hay sai, không được. Anh phải về anh xem xét lại. Thì cái người xem xét lại là cả một cái tiểu ban, chứ không phải là trưởng ban tổ chức giải. Nhưng mà trong cái hành động này, ông trưởng ban tổ chức giải lại phán. Khi ông phán ngay cái tại thời điểm mà tại sân Thanh Hóa, ông đã sai ngay từ đó rồi. Rồi sai đó lại dẫn tới cái sai thứ hai là khi ông quay về VFF, ông lại mổ băng. Thì khi mổ băng á, lại sai lần nữa là ông lại nói ngược lại. Tại vì ông coi cái góc quay khác, ông nói ngược lại. Rồi khi ông nói sai như vậy, thì lại ông lại làm một hành động là ông lại mời báo chí vô. Thay vì đáng lý ra nếu ông làm công minh, công tâm hơn, ông có thể mời các bên lại ngồi lại với nhau. Thậm tại vì giải quyết vấn đề có thể giải quyết chậm hay nhanh là tùy mình. Cho nên nhưng mà tôi nghĩ là nếu giải quyết nhanh á, thì anh sẽ mời các bên ngồi lại. Ví dụ như trọng tài, giám sát và cái bên khiếu kiện. Thậm chí cái bên phía bên đối thủ nữa cũng có người đại diện để có thể coi lại cùng coi băng, chứ không phải là nhà báo. Tại vì anh khi anh mời báo chí tới á, giống như là anh vào áp lực và anh đã minh oan cho cái hành động của anh. Tôi nghĩ rằng ông Ly, tôi rất tiếc là anh Ly là một người rất là lành tính, mà con người tôi nghĩ rằng anh ấy không như vậy. Nhưng mà rõ ràng do áp lực công việc và càng về sau tôi thấy rằng gần như là cái VFF hoặc là cái ban tổ chức giải không kiểm soát được cái giải đấu này và bắt đầu lúng túng và thậm chí rung nữa, thậm chí rung rẩy trước những cái áp lực, thậm chí rung rẩy trước sự áp lực của bầu đệ, rung rẩy trước những cái tuyên bố này nọ của các đội, cho nên là họ đưa ra những quyết định rất là tầm bậy. Tôi nghĩ rằng cái lời mà ông nào trong ban tư vấn mà nói với Nguyên biết á, không làm được thì nghĩ đi. Tôi nghĩ tôi rất là tán đồng cái câu đó. Đó là của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh thưa anh. Tôi muốn bổ sung thêm cái chi tiết. Nhân việc anh Hùng nói mà trưởng ban tổ chức giải á, là cái vị trí của họ và cái lời nói của họ nó quan trọng á. Thì tôi muốn lấy một cái dẫn chứng rất là rõ, rất là cụ thể. Đó là Tiger Cup năm 98. Khi mà Indonesia và Thái Lan móc, tức là họ đá một cái trận đấu tiêu cực. Đá sân Thống Nhất. Tự sút vào lưới nhà đó. Thì hồi đấy giám sát là tổng thư ký Liên đoàn đá Singapore, tôi quên tên này, anh Hùng biết, tại ông đó hay tiếp xúc với anh. Mr. Tan. Đúng, thì ông Tan đó lúc đấy ông là giám sát của trận đấu. Thì rất nhiều người dí ông ấy và hỏi là trận đấu này các anh giải quyết như thế nào? Họ tiêu cực như thế, họ đá vào lưới nhà như thế. Thì ông Tan ông rất là bình thản. Ông bảo chúng tôi sẽ trả lời một cách chính thức sau khi chúng tôi xem xét mọi vấn đề hết. Tức là ông ấy chỉ nói đúng cái thẩm quyền của ông trong trận đấu đấy. Và sau đó ông ấy tiến hành hàng loạt các thủ tục. Và tôi cho đấy là một trong những cái phong cách của những cái người làm. Rất chuyên nghiệp. Họp ngay trong đêm đó luôn mà. Họp ngay trong đêm đó luôn. Thưa anh Nguyễn Nguyên với lại anh Minh Hùng. Quả thật là cái việc ra đời của VFF là xuất phát từ cái nguyện vọng của rất nhiều người hâm mộ cũng như là của các ông bầu. Nhưng mà quả thật cho tới thời điểm này thì người hâm mộ hết sức là thất vọng trước cái sự mà hoạt động thiếu hiệu quả của VFF. Nhưng mà rõ ràng á, hiện nay là gì, chúng ta cũng cần phải nhớ rằng là trước đó là VFF cũng đã điều hành một cái giải đấu cũng hết sức là có nhiều cái hạt sạn. Thế thì theo anh nghĩ nguyên nhân vì sao và chúng ta có giải pháp nào cho vấn đề đó hay không thưa anh? Với tôi thì sự ra đời của VFF là sự ra đời vội vã. Bởi vì tôi nhớ không lầm là cái đây một năm tôi có viết trên Sài Gòn Giải Phóng một cái bài về ngay sau khi VFF ra đời, thì tôi viết một cái bài mà gặp rất nhiều khó khăn khi được đăng. Tại vì tôi phải thuyết phục ban biên tập là bởi vì sao tôi tuyên bố là tôi bày tỏ là VFF sẽ không thành công khi mà ra đời theo kiểu này. Tại vì sao, đối với một công ty á, khi muốn mà thành lập một công ty bình thường thì cũng phải có một cái sự chuẩn bị từ hội đồng quản trị cho đến ban giám đốc cho đến kể cả ban giám sát, rồi thậm chí có một cái kế hoạch, một lộ trình làm việc đàng hoàng. Còn trong khi đó thì VFF cũng là một công ty tổ chức sự kiện, giúp việc cho VFF trong việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, thì lại lập một cách rất là vội vã và thậm chí không hề có một cái lộ trình nào, một cái kế hoạch hành động nào cụ thể rõ ràng. Thì khi anh lập như vậy, anh dựa trên một vài người năng nổ, tôi nói thẳng luôn là Bục Kiên. Ông đầu Kiên lúc đó là ông rất là năng nổ, thì ông quyết liệt, thậm chí khi mà điều lệ của cái công ty á, ông cho người viết một cách rất là nhanh chóng là được thông qua. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hình như tôi có cảm giác rằng cái phía bên kia VFF họ muốn cho VFF đi con đường đó, bởi vì anh làm vội vã thì anh sẽ mắc sai lầm. Thì khi mà anh mắc sai lầm thì rõ ràng là họ sẽ lấy lại cái quyền lực cũ của anh. Thì tôi nghĩ rằng VFF đã mắc sai lầm ở cái chỗ là khi mà anh không mất đầu tàu, rồi những người bên cạnh của anh, thí dụ như là Bầu Đức cũng không còn nhiệt huyết nữa, hoặc là ông ta bận quá nhiều công việc, rồi Bầu Thắng cũng
tôi nói thật tình mà nói, bầu thắng thì ông cũng quá, công ty của ông lo cũng mệt rồi, rồi khi mà ông cán đáng cái thêm cái BBF nữa thì rồi có những người cái bên cạnh, là thậm chí tôi không loại trừ khả năng là có những người bên cạnh lũng đoạn, thậm chí thừa nước đục thả câu để có thể bò rút trong cái BBF đó, cho nên là cái BBF từ từ nó tan rã. Tôi nghĩ rằng hiện tại là bây giờ BBF là cái quyền lực và cũng như là cái công việc của BBF là đã bị, nói chung là nó không có gì để nói nữa hết, tức là người ta rất thất vọng về BBF. Đáng lý là một công ty được thành lập phải có thể lùi lại một năm, thành lập cho đàng hoàng, một công ty mà có thể nói là một đúng nghĩa là tổ chức sự kiện cho bóng giải bóng đá, làm sao cho người đến sân đông vui hấp dẫn, chứ không phải là anh đi làm một công việc tổ chức giải theo kiểu chuyên môn của BFF. Thì tôi nghĩ rằng cái đi đường sai như vậy thì rõ ràng là kết quả là như vậy, nó sẽ sai. Tôi thì tôi hơi ngược với anh Minh Hùng một tí, tức là tôi không đồng tình với cái quan điểm là VPF ra đời sớm hoặc là ra đời vội. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sau 11 năm thì đúng ra là VPF là phải có từ trước đó cơ. Tuy nhiên á, cái chủ trương thì rất đúng. Chủ trương của VPF là gì? Ra để làm sạch bóng đá Việt Nam, ra để làm tốt hơn cho bóng đá Việt Nam, ra vì VFF, tức là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đó, họ điều hành một cái hệ thống giải không ra cái gì cả, và họ muốn đi tìm lại cái sự trong sáng đấy. Tuy nhiên á, cái chủ trương đấy, cái hướng đi đấy thì nó lại gặp những cái trở ngại. Vì cái gì? Là cái người quyết liệt nhất, cái người mạnh mẽ nhất và cái người tạo ra một cái tiếng vang lớn nhất là Bầu Kiên á, thì ông ấy lại vào vòng lao lý, là bởi vì những cái quan hệ làm ăn của ông ấy. Tức là dũng khí như Bầu Kiên á, nếu còn những người có dũng khí như Bầu Kiên thì VPF là một cái tổ chức cực kỳ hay. Tức là nó làm cho những nhà lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải thức tỉnh lại. Tuy nhiên, khi mà Bầu Kiên vào vòng lao lý thì những ông bầu còn lại á, gần như là không đủ dũng khí, hay nói đúng hơn là không đủ cái sự quyết liệt để đeo đuổi cái chân lý, cái hướng đi của mình. Giờ nhìn vào coi, ông Đức thì bận quá. Và thậm chí là ông Đức là một cái người mà đúng là nếu có Bầu Kiên ở đó thì sẽ rất tốt. Ông Thắng thiếu dũng khí. Và chúng ta thấy rất rõ, có những việc xử lý nằm trong tay VPF. Tức là VPF là một trọng tài thì VPF hoàn toàn không dám xử lý. Tại sao ban tư vấn đạo đức đập bàn và mắng anh ban tổ chức là cái anh không làm được, cái anh nghỉ đi? Tại vì anh VPF, tức là người cao nhất là ông Võ Quốc Thắng, đúng là ông phải đứng ông xử lý cái việc đó. Thu nhượng nói, tôi thuê anh Ly, tôi thuê anh Viễn, thì hai anh phải có trách nhiệm đi đúng cái con đường chúng tôi hoạch định. Ông Thắng không có ý kiến, giống như ông Thắng để cho nó trôi đi. Công việc muốn làm sao nó muốn. Đó là lý do tại sao ông Ly đi theo cái hướng của ông Ly. Ông Ly là một con người tốt. Ông Ly là một con người là không có tức là hồi làm. Ông ấy làm ở VFF á, làm phó chủ tịch VFF, ông ấy là người không có nhúng chàm, phải nói là nói rõ là như vậy. Nhưng ông ấy có những cái quan điểm cũ kỹ của một người làm bóng đá thời bao cấp, và ông ấy cần phải có cái người dẫn đi, tức là thuê ông ấy nhưng để ông ấy làm một cách tự do như thời VFF thì nó trở lại thời bóng đá bao cấp. Do đó là bây giờ chúng ta thấy là VPF bây giờ đó, họ giống như là mặc cái áo của VFF. Tức là cái cách làm họ vẫn là như vậy, cho dù cái chủ trương họ lập ra là con đường rất là tốt. Thưa quý vị, quả thật là quan điểm của nhà báo Nguyễn Nguyên cũng rất đồng với quan điểm của tất cả những người hâm mộ. Tức là hiện nay VPF thực chất chính là những con người của VFF đang điều hành nền bóng đá của chúng ta. Cho nên đó cũng là một vấn đề mà chúng ta dẫn sang một cái đề tài thứ hai. Thưa anh, trong bóng đá thông thường khi mà một cầu thủ mà câu giờ thì là trọng tài sẽ rút thẻ vàng. Thế thì là rõ ràng là cái việc mà đại hội của 7 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là được dời lại 4 tháng, nhưng tới nay đã hơn 2 tháng rồi mà vẫn không có một cái động tĩnh gì xảy ra hết. Và theo anh nghĩ thì liệu rằng là cái quan điểm mà người hâm mộ nói rằng là nên phạt thẻ vàng ai đó đang câu giờ là có đúng không thưa anh? Tôi nghĩ rằng là nên phạt thẻ vàng VFF là bởi vì cái lý do mà câu giờ là không được chính đáng. Bởi vì anh nói lý do là phải cần thời gian chuẩn bị, nhưng thực ra mà nói công tác chuẩn bị đã xong từ lâu rồi, nhưng mà anh muốn câu giờ là để vì một lý do khác. Anh để anh chuẩn bị cho nhân sự của anh, nhân sự mới. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái lý do đó nó không được thuyết phục người hâm mộ. Cũng như là anh nói rằng lý do là anh đợi đại hội của FIFA, rồi đợi
thậm chí các liên đoàn châu lục hoặc là các liên đoàn của quốc gia không có ảnh hưởng, không có tác động gì với lại FIFA cả. Anh làm thì cứ làm thôi, chứ mắc mớ gì mà anh phải đợi cấp trên đại hội rồi dẫn chỉ đạo cấp trên rồi anh làm ở dưới. Không phải, anh chỉ là ngụy biện mà thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc mà anh dời lâu đi như vậy là do anh có cái ý đồ bên trong. Thì tôi nghĩ rằng tới giờ phút này thì người hâm mộ phải nên lên tiếng, cũng như là giới chuyên môn nên lên tiếng, để không phải thúc ép nhưng mà phải làm một cái đại hội cho nó đàng hoàng. Đã mất thời gian lùi lại thì anh phải làm một cái đại hội cho nó đàng hoàng, cho nó đúng nghĩa, chứ đừng có để nó thời gian nó câu giờ giống như là nó vô ích. Tôi nghĩ là vô ích. Tôi á thì tôi từng nói rằng là tại sao, tức là khi mà người ta dời lại 4 tháng á, thì nếu mà người ta dời lại để người ta làm tốt hơn, người ta chuẩn bị kỹ càng hơn và người ta có một cái lộ trình rõ ràng hơn thì cái điều đó là một điều rất là tốt. Tuy nhiên 4 tháng qua chúng ta thấy rằng bây giờ nó đã vào tháng thứ 3 rồi, hoàn toàn là câu giờ. Và ở đây rõ ràng là có một cái câu chuyện hậu trường, tôi cũng muốn kể, tôi nhắc lại lời của anh Hải thôi, là bởi vì tôi biết anh rất biết cái chuyện này. Tức là trong cái thời gian qua đó, chúng ta thấy nó không vận hành, nó không chạy, và thậm chí là nó không được thúc đẩy theo một cái hướng tốt, mà là nó có những cái hình ảnh mà chắc anh Hải biết. Thôi, như là một cựu bộ trưởng kể rằng là một anh phó chủ tịch dẫn một anh đã mất chức rồi lên nhà tôi và chỉ để nói một câu rằng là thôi anh ủng hộ em làm tổng thư ký đi, bởi vì anh không làm bộ trưởng nữa, nhưng anh có những cái tiếng nói riêng. Anh Hải cười là anh Hải biết rồi, tức là anh Hải hoàn toàn biết chuyện đấy. Thì tôi thấy rằng rõ ràng là cái thời gian câu giờ đấy, người ta dùng cái thời gian câu giờ đấy để người ta đi vận động hành lang, mà vận động một cách không có đàng hoàng. Nếu mà cái thời gian câu giờ đấy người ta có những cái chủ trương, người ta có những cái đường lối, những cái chương trình hành động rõ ràng thì tôi ủng hộ. Nhưng đúng, tôi là tôi đề nghị thẻ đỏ chứ không phải thẻ vàng nữa. Là bởi vì cái ý đồ của anh nó không trong sáng, nó không tốt. Trong bóng đá thẻ đỏ khi nào mà câu giờ lần hai nhắc nhở rồi mà vẫn tiếp tục, thẻ vàng rồi vẫn tiếp tục là thẻ đỏ. Kính thứ hai nhà báo, hiện nay là người hâm mộ chúng tôi đang có một cái đề tài rất nóng mà chúng ta đang rất quan tâm. Đó là cái đội tuyển U23 của chúng ta dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Xin nhờ hai vị nhà báo cũng đồng thời là hai người rất hiểu về bóng đá Việt Nam, hãy phân tích để cho người hâm mộ chúng tôi là liệu chúng ta có hy vọng gì là cái đội U23 của chúng ta là đạt được cái mục tiêu như là liên đoàn bóng đá đề ra là vào trận chung kết, và như người hâm mộ lúc nào cũng mong muốn là phải vô địch. Tôi nghĩ cái chỉ tiêu này hình như hơi quá sức của chúng ta. Mặc dù bóng đá Việt Nam là vào chung kết là chuyện bình thường, đã từng vào chung kết rất nhiều SEA Games gần đây rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái lần này thì cái chỉ tiêu đó hơi quá sức. Là bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng mình cứ chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị như kế hoạch đưa ra thì chúng ta sẽ vào chung kết. Chúng ta không xem đối thủ là gì, các đối thủ chúng ta bên cạnh từ Thái Lan, Singapore, Indonesia, Mã Lai, họ chuẩn bị rất là tốt, chuẩn bị cái đội ngũ của họ rất là tốt. Thí dụ như bên Mã Lai họ vẫn duy trì cái ông Rajagopal làm huấn luyện viên trưởng, tức là họ ổn, rất là ổn định. Trong khi đó chúng ta đem huấn luyện viên, tôi nghĩ rằng rất nhiều người hâm mộ cũng không hề biết ông Phúc đã từng là có thành tích như thế nào, rồi đã từng có chiến công gì ngoài trừ những trận đấu giao hữu, những trận đấu giao hữu vừa qua. Ví dụ như thắng Myanmar 2-0 trên sân Thống Nhất, hoặc là những trận mà thậm chí có những trận đấu mà tôi nghĩ rằng gây ra thất vọng nữa, thất vọng cho người hâm mộ nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điều mà người hâm mộ họ lo lắng là đúng. Tại vì tôi không biết gì anh, mà cái thành tích của anh hoặc là cái chiến công của anh cho đội tuyển thì lại là gần như là bằng con số 0. Thì người ta sẽ lo lắng cái chỉ tiêu mà đưa ra. Tôi nghĩ rằng cái chỉ tiêu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra cho đội tuyển U23 của chúng ta là vào trận chung kết đó, tôi nghĩ rất khó, thậm chí vào bán kết đã mệt rồi. Cá nhân tôi á thì tôi lại có một cái suy nghĩ đơn giản như thế này nè. Cái việc chúng ta tham dự SEA Games là việc của khóa 7, của đại hội 7. Thì hãy để đại hội 7 ra chỉ tiêu, đại hội 7 quyết định và đại hội 7 thẩm định. Do đó là tôi không chấp nhận cái chỉ tiêu của cái đại hội vừa rồi. Mà hãy để cho đại hội 7 hình thành và họ đưa ra chỉ tiêu. Kính thưa hai nhà báo, trước khi chúng ta chia tay thì cho phép tôi được hỏi hai ông về những cái dự đoán của năm vòng đấu sau cùng, mà vốn dĩ ban tư vấn đạo đức ngày hôm nay phải có một cái cuộc họp khẩn cấp. Bốn vòng đấu. Bốn vòng đấu nữa thưa anh, xin lỗi.
À, thế thì theo anh nghĩ là liệu rằng chúng ta sẽ có những cái trận đấu banh bàn trong 4 vòng kết thúc của V-League hay không thưa hai anh? Chắc chắn là sẽ có, bởi vì sao? Anh biết đó, cái đội mà đã an toàn rồi, đã đạt mức an toàn và thậm chí đã dư điểm rồi thì họ sẵn sàng họ chia điểm với cho điểm với những đội khác. Thì cái câu chuyện mà cho điểm xin điểm là chuyện bình thường của bóng đá mà chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi nghĩ là chẳng cần cái gì khó khăn để ban tư vấn đạo đức phải mệt óc để nặng óc ra để tìm hiểu. Thì tôi nghĩ rằng sẽ nhìn những trận đấu mà giữa các đội mà có thể là cần điểm và những đội mà đã dư điểm rồi á, ở cái giai đoạn ở cái phạm vi an toàn á, thì họ chắc chắn sẽ xảy ra những tình trạng đó. Tôi thì tôi thấy rằng như thế này, Kiên Giang thì xuống hạng rồi, tôi không bàn về vấn đề đó nữa. Hai điều còn lại tôi quan tâm á, một là cái chức vô địch Sông Lam Nghệ An có muốn vô địch hay không. Đến thời điểm này thì 90% thì tôi nghĩ rằng Sông Lam Nghệ An không muốn vô địch, hay nói đúng hơn là không dám vô địch. Và cái vấn đề thứ hai á, là tôi nghĩ rằng sẽ có cuộc thay đổi, tức là thay người, mà thay người không phải ở 12 đội bóng mà thay người ở trong cái nội các của ban tổ chức giải. Và tôi chờ đợi cái việc đó. Chúng ta vừa được nghe những ý kiến hết sức thú vị của nhà báo Nguyễn Nguyên và nhà báo Minh Hùng về những vấn đề hết sức nóng của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt muốn mời các bạn cùng xem chương trình tiêu điểm của ngày lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì trong chương trình đó khách mời chính là vị nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là ông Hà Quang Dự. Và chúng ta được nghe ông nói về những kỳ vọng cũng như những đóng góp của ông cho Đại hội 7 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp tới. Chúng tôi cũng mong muốn các bạn xem lại những cái chương trình trước đây của chúng tôi trên trang web tiêu điểm bóng đá.vn, và phần thưởng tốt nhất dành cho chương trình là quý vị hãy giới thiệu với bạn bè và người thân để cùng xem. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Nguyên. Cảm ơn nhà báo Minh Hùng. Chúng ta đã thấy sự hấp dẫn của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là V-League trong những vòng đấu mang nhiều tính cạnh tranh. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình toàn cảnh bóng đá Việt Nam tiếp theo để thưởng thức cuộc đua hấp dẫn của giải bóng đá hàng đầu Việt Nam và có câu trả lời ai sẽ là nhà vô địch. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.